Vâng, trên màn hình của chúng ta là các thành viên của đội tuyển Thăng Long, đội tuyển bắn tỉa quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng ta cùng đón chờ phần thi đầu tiên, phần thi của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Vũ Phương và Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vi Thái Bình. Và chúng ta rất là thân thuộc với những đồng chí này và mong rằng khi chuyển sang nội dung súng trường bắn tỉa, các đồng chí cũng sẽ hoàn thành tốt nội dung thi của mình và mang thành tích về cho đội. Vâng, đây trên màn hình của chúng ta là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Đình Quân. Anh sinh năm 1996. Cùng thi đấu với Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Đình Quân, trong loạt đầu tiên là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vi Thái Bình. Lê Đình Quân sẽ thi đấu ở giải số 2, còn Vi Thái Bình thi đấu ở giải bắn số 1. Những người đang ngồi ở tuyến chờ đợi là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Đức Huy và Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Vũ Phương đã có lỗi kỹ thuật xảy ra đối với bia. Vâng, như vậy là lỗi kỹ thuật này đã được khắc phục và các xạ thủ chúng ta sẽ bước vào phần thi đấu ngay sau đây. Vâng, rất hồi hộp. Chúng tôi xin nhắc lại, thi đấu ở giải bắn số 2, bên tay trái màn hình của chúng ta là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Đình Quân. Và bên tay phải màn hình của chúng ta, tức là giải bắn rất đồng đều, ở thời gian 7 giây. Tuy nhiên, có vẻ như mục tiêu ở cự ly 500m chưa được tiêu diệt. Vâng, mục tiêu bia số 5 đã được tiêu diệt. Vừa rồi là một phát bắn rất chính xác của Lê Đình Quân ở mục tiêu bia 5A. Vâng, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Thái Bình, Vi Thái Bình cũng đã kết thúc phần thi đấu của mình. Rất nhanh, hai xạ thủ của chúng ta đã sử dụng rất là ít thời gian. Phần bắn của Lê Đình Quân kết thúc trong khoảng thời gian chưa đến 1 phút. Vâng, trên màn hình của chúng ta là thông tin về Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Vũ Phương, một trong hai xạ thủ sẽ thi đấu ở loạt bắn thứ 2 của đội tuyển Thăng Long. Nguyễn Vũ Phương đang là người xếp thứ nhất ở bài thi xếp hạng. Xạ thủ thứ hai sẽ tham gia thi đấu ở cùng loạt bắn này, đó là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Đức Huy. Vũ Đức Huy là xạ thủ có tuổi đời trẻ nhất trong 4 xạ thủ chính thức của đội tuyển Thăng Long. Anh sinh năm 1998. Hai xạ thủ đội tuyển bắn tỉa Thăng Long của quân đội nhân dân Việt Nam là Vũ Đức Huy và Nguyễn Vũ Phương. Thì chúng ta sẽ khép lại bài thi kim tự tháp ở giai đoạn 1 thi đấu cá nhân. Vâng, đây là phần đánh giá kết quả thi đấu của hai xạ thủ của chúng ta đã thi đấu ở lượt trước là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Đình Quân và Trung úý quân nhân chuyên nghiệp Vi Thái Bình. Như vậy ở cự ly 500m là điểm chạm ở phía dưới mục tiêu hướng 6 giờ. Vũ Đức Huy sẽ bắn ở giải bắn số 1 và Nguyễn Vũ Phương sẽ bắn ở giải bắn số 2. Следующее упражнение. 8. Команда Россия, к месту подготовки, пожалуйста. Vâng, bài bắn chuẩn bị bắt đầu. Đã có lệnh của trọng tài, bia đã hiện. Vũ Đức Huy là người bắn trước. Vâng, rất tốt. Một thời gian khoảng 6 giây. 6 giây cho viên đạn đầu tiên.
hai viên đạn bắn ra gần như đồng thời. Chúng ta có thể quan sát một tốc độ thể hiện sự nhuần nhuyễn trong luyện tập của hai xạ thủ Vũ Phương và Vũ Đức Huy. Vâng, các bia mục tiêu đã được tiêu diệt. Rất nhuần nhuyễn. Thời gian chênh nhau không lớn. Bia số 5. Vâng, cũng đã được tiêu diệt một phát bắn rất chính xác. Bây giờ là mục tiêu cuối cùng, chưa đến một phút. Tuyệt vời. Mục tiêu bia 5A đã được tiêu diệt. Chúng ta còn hai bài bắn nữa, nhưng tôi tin tưởng rằng Nguyễn Vũ Phương và Vũ Đức Huy sẽ là những xạ thủ tranh chấp thứ hạng giành huy chương ở giai đoạn 1 với các xạ thủ của các đội tuyển xạ thủ bắn tỉa khác. Vâng, đúng như thiếu tá Lê Đức Hiền vừa chia sẻ, quan sát phần thi đấu của hai xạ thủ chúng ta Nguyễn Vũ Phương và Vũ Đức Huy, tôi có cảm giác thật sự thấy ấn tượng. Những phát bắn rất nhanh, rất quyết đoán và cũng rất chính xác.